dây hòa tư, các sợi dây của dây hòa tư thả dây dưới là chiếu sàn, bấm dây dưới khoảng 1, chiếu xề bấm dây dưới khoảng 2, chiếu phan bấm dây dưới khoảng 3, chiếu liêu bấm dây dưới khoảng 4, chiếu sừ hoặc chiếu u nhắn vô thì chữ sư, tức là sư nhắn vô là sư. Chữ sư này thường là để đờn cho những bản buồn nó mới có cái chữ sư, còn như đờn bắt thì nó ít có cái chữ sư đó. Sư sư hoặc là chữ u thì cũng là ngay cái sừ đó, tức là ở ngay cái phím bốn cái khoảng bốn gì dưới đó, khoảng năm gì dưới là chữ sang, khoảng 6 dây dưới là chữ C, khoảng 6 dây dưới nhấn vô là chữ cống, tức là C cống, C cống, C là cống nhấn, nhấn vô là chữ cống. Khoảng 7 dây dưới là chữ khoan, khoảng 8 dây dưới là chữ liếu. Bây giờ ví dụ sàn xê phan phan liêu sư sư sàn, ví dụ sàn xê phan liêu sư sang xê công phan phan liêu, đó là phần dây dưới. Còn phần dây trơn, thả dây trơn là chữ tồn, bấm dây trên khoảng 1 là chữ sừ, bấm dây trên khoảng 2 là chữ sàn, bấm dây trên khoảng 3 chữ xề, bấm dây trên khoảng 4 cầm, bấm dây trên khoảng 5 liều, bấm dây trơn khoảng 6 sừ, bấm dây trơn khoảng 7 sang, bấm dây trơn khoảng 8 c, tức là tồn sừ sang c cắm cái chữ sàn mà thả dưới dưới đó thì ít có khi nào đời đọc cho nó có ta, không có ai mà đời chữ sàn mà thả dưới dưới ít có khi nào đời lắm.